Dạ, Thúy An xin chào quý cô bác, quý anh chị các bạn. Chiều nay là ngày 22 tháng 7 năm 2024. Hôm nay em về rất là nhiều máy nha cả nhà. Máy tính bảng 32GB, 16GB, 64GB, Samsung, Redmi, Oppo, Vivo, tất cả các dòng nha. Thúy An bán điện thoại ở thành phố Tân An, tỉnh Long An nha cả nhà. Ship code, ship toàn quốc nha. Chiều tầm 4:30-5 giờ em bán sau lưng sân động đối diện với trung tâm văn hóa Nhà Tròn, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Cô bác anh chị nào muốn mua máy á thì tới chỗ em mua cũng được, còn không á thì thường em ship toàn quốc nha. Hôm nay ship ngày mai tới cho cả nhà nha, là miền Tây với thành phố Hồ Chí Minh, còn Đồng Nai cũng hôm nay ship ngày mai tới luôn, còn miền Bắc á, thì tầm 3 ngày giùm em nha. Đa phần em ship nhanh cho cô bác anh chị. Máy em về nhiều lắm nha. Rồi bây giờ em sẽ review báo giá chi tiết máy cho cô bác anh chị nha. Báo chi tiết máy, giá cả này kia luôn, dòng nào cũng có nha cả nhà. Tầm 4-500 tới 2 triệu, 2 triệu mấy đô lại nha. Giá nào cũng có hết. Cô bác anh chị nào có nhu cầu xem máy thì cứ kết bạn Zalo em gửi hình. Rồi em review máy tính bảng trước. Rồi, máy tính bảng lúc nào cũng có nha cả nhà, lúc nào em cũng nhập về để bán cho cô anh chị ha, lúc nào cũng có. Tại vì cái dòng này là pin trâu lắm nha. Mình mua về hát karaoke hoặc cho con em mình chơi game, hoặc là mình xài mình đánh cờ này cứ cũng được luôn nha cả nhà. Bữa hẩm thì có phát trực tiếp đá banh luôn. Rồi em tải sẵn tất cả các ứng dụng cho cô anh chị, mình chỉ mua về xài thôi. Còn những cái gì mà mình không biết xử lý thì cứ liên hệ em, sẽ hỗ trợ cho cô anh chị từ A đến Z ha. iPad 4, cây này là xài sim 16GB. 16GB xài sim nha. Để em test nhạc cho cô bác anh chị ha. Rồi iPad 4 16GB xài sim thì 1.500.000 cho cô anh chị 10 inch nha. Pin là pin con trâu nha. Mình hát karaoke là 6-7 tiếng đồng hồ mới hết pin. Không xài dục đó, một tuần lễ 10 bữa thì nó cũng chỉ giật là 20-30% pin thôi nha cả nhà. Đây em test camera cho cô bác anh chị nè. Camera trước, camera sau. Nói chung là máy trước lúc nhập về bán cho cô bác anh chị em đã test ok hết nha. Từ chi tiết nha, camera trước, camera sau, chuông, âm lượng, cảm ứng, tất cả các ứng dụng cho cô bác anh chị. Pin là pin trâu nha, pin trâu bò luôn á. Rồi xài sim 1.500.000 cho cô bác anh chị. iPad 4 luôn nha. Cây này không xài sim nè, cũng iPad 4 luôn. Cũng tải sẵn cho cô bác anh chị Zalo, Facebook, YouTube, TikTok thôi. Về mình vô YouTube mình coi nha. Đây bây giờ em chỉ test nè, em test nhạc cho cô bác anh chị mình xem nhạc một tí thôi ha. Tại vì em test lâu quá nó sẽ bị dính bản quyền. Cô bác anh chị nhớ đăng ký kênh để có nhiều video mới xem và mua được nhiều dòng điện thoại ủng hộ em. Cảm ơn cả nhà nha. Chiều tầm 4:30-5 giờ làm bán sau lưng sân động. Đó, nhạc rất là lớn nha cả nhà. Đó, lo rất là lớn ha. Em test ít thôi, test nhiều quá sẽ giúp bị buôn dính bản quyền nha cả nhà. 6:30-7 giờ làm xuất án video nha, là có video mới cho cả nhà xem á, là mua được điện thoại hoặc là máy tính bảng ủng hộ em nha. Cây này là 16GB không xài sim, 1.400.000 cho cô bác anh chị. Rồi nay em có về iPad 3 nữa nha. iPad 3 cũng tải sẵn cho cô bác anh chị là YouTube nè. Chơi game luôn nè, quá trời game luôn nha. iPad 3. Cây này 32GB nha cả nhà. Cây này là xài sim luôn nha. Xài sim là để mình lên mạng wifi 3G, 4G cả nhà. Để nhà mình nhiều khi nhà mình không có wifi á thì mình mua sim về mình bỏ vô để mình lên mạng, mình xem YouTube, mình chơi game này kia. Rồi, cây này 32GB, iPad 3 32GB 10 inch. iPad 4, iPad 3 của em là đều 10 inch hết nha cả nhà. Máy là đa phần đẹp trên 80-85-90% luôn nha nè. iPad 3 nè, đẹp keng luôn nha. Cây này đẹp 90% luôn, không trầy xước nhiều luôn. Rồi iPad 3 32GB xài sim 1.550.000 cho cô bác chị nha. Rồi ớt da này thường em mua 130 nha, có chỗ bán 150 luôn nha cả nhà. Tại em mua mối thì 130, em lấy cho cô bác anh chị 100.000 nha. Còn 20-30.000 lẻ em hỗ trợ cho cô bác anh chị. Rồi cây iPad 3 này là giá là 1.150.000 nha, cũng 10 inch luôn, 32GB xài sim. Rồi tiếp theo em có về iPad 4 nữa nha. iPad 4 32GB xài sim nè. 32GB xài sim, em test cảm ứng cho cô anh chị nè. iPad 4 32GB xài sim thì 1.600.000 nha. Tải sẵn tất cả các ứng dụng cho cô anh chị nè, TikTok nè, bắn trứng, bắn cá nè,
Facebook nè. Máy sạch không vướng tài khoản nha cả nhà. Bên em bán iPhone trái táo cho cô bác anh chị nè, những dòng này nè là sẽ là máy sạch không vướng tài khoản nha. Rồi tài khoản này là để em nhập vô, để em tải đồ cho cô bác anh chị thôi. Không xài bấm đăng xuất ra giùm em ha. Máy sạch không vướng tài khoản. Còn cô anh chị mua máy về không biết xử lý thì cứ liên hệ em nha. 32GB xài SIM giá 1.600.000, không xài SIM thì 1.500.000 nha cả nhà. iPhone 4 này em về nhiều nha, lúc nào cũng có. Rồi bây giờ em review điện thoại, cô bác anh chị nhớ chia sẻ giùm em nha. Còn khách nào đã mua hàng em xài được, giới thiệu bạn bè giùm em thì em cảm ơn. Nhớ cho em số điện thoại của cho khách số điện thoại của em nha. Thì em bán điện thoại trên YouTube chỉ có một mình thôi, không bán chung với ai hết, không bà con dòng họ với ai hết nha cả nhà, chỉ bán một mình thôi. Rồi nay em có về A10 nè. A10 hôm nay cháy hàng không có hàng, nay mới về cả nhà. Cái dòng A10 này dễ bán lắm, nhập về nhiêu là hết nhiêu à. A10 màn hình thì 6.6.1, 32GB, full chức năng nha. A10 này mình cũng xài chuyển khoản ngân hàng được luôn nha, chuyển khoản ngân hàng Zalo, Facebook, YouTube, TikTok, MB3 này kia luôn nha cả nhà. 32GB tất cả các ứng dụng luôn. Pin nó thì 3.400 nha, pin 3.400 nhưng vẫn lên mạng suốt được 5-6 tiếng đồng hồ, còn nghe gọi thì cũng ngại. Android nó tới 11 chấm luôn nha, giá 1.100.000 mà Android nó 11 chấm, vừa túi tiền dễ xài luôn nha cả nhà. Tặng ốp lưng dây sạc cho quý anh chị em có màu xanh và màu đỏ luôn nha. Hai cây này mẫu mã nó y chang, nó chỉ khác màu thôi, cấu hình y chang luôn. Em bán máy cho khách là quan trọng nhất là màn hình và pin nha, quý anh chị khỏi lo hai vấn đề đó ha. Cái em bán máy cho khách là quan trọng nhất là hai vấn đề đó. Còn máy này là em test từ chi tiết luôn, camera trước, camera sau, chuông, lo, âm lượng, tất cả các ứng dụng cho cô bác anh chị. Rồi A10 giá 1.100.000 cho cô bác anh chị luôn. Rồi tiếp theo Redmi ha. Mi này là hôm nay em nhập về cũng dễ bán nè, cây này dán cường lực rồi nè. Redmi màn hình thì cũng 6.5, pin thì 5.000, 32GB luôn. Để em vô cấu hình cài đặt máy cho cô bác anh chị luôn. Redmi C11 ha, 32GB C11. Android nó 10 chấm nha, 32GB. Đánh game Liên Quân Chi Phai được, màn hình 6.5, pin 5.000 luôn nha cả nhà. Em có nhập hai cây nha, một cây dán cường lực, một cây không dán. C11 cũng là C20 cả nhà, full chức năng nha. Cái lo nó cũng rất là lớn nha, đánh game Liên Quân Chi Phai được luôn. C11 bán giá cũ cho cô bác anh chị luôn nha, 1.250.000 cho cô bác anh chị ha. C11 là cũng như là C20 đó, màn hình 6.5, pin 5.000, đánh game Liên Quân Chi Phai được, chuyển khoản ngân hàng, tất cả các ứng dụng, giá là 1.250.000 cho cô bác anh chị. Rồi tiếp theo nha, tiếp theo Samsung A02 màn hình thì 6.5, pin 5.000, RAM 3 32GB, A02 RAM 3 32GB, full chức năng, 1.550.000 cho cô anh chị ha. 1.550.000. Rồi Samsung A50 ha, A51, Samsung A51 em có hai cây ha, màu trắng và màu đen ha, vân tay trên màn hình nha cả nhà, dễ chữ L lớn giùm em ha. A51 màn hình thì 6.5, pin thì 5.000, RAM 6 128GB ha. RAM 6 128GB A51. Cây màu trắng này là bà chị gửi em bán ha. Màn hình thì 6.5. Màn hình thì 6.5, pin thì 4.000 nha cả nhà. Cây vân tay trên màn hình ha. A51. Full chức năng. 2.700.000 cho cô anh chị ha. 2.700.000. Máy này bà chị em đang xài, bà gửi em bán ha. Lo rất là lớn ha. Em test camera cho cô anh chị luôn nè, camera trước, camera sau nè. 2.700.000 A51. Em có màu trắng và màu đen nha. Em review cây màu trắng là 2.700.000, cây màu đen nè cũng full chức năng luôn nha, dễ chứ là lớn giùm em luôn. Màn hình cũng 6.5, pin thì cũng 4.000 nha. A51 là pin 4.000, màn hình 6.5, pin 4.000, RAM 6 128GB. Bên em bán máy là không ám ố đổ mực bể màn hình gì hết nha cả nhà. Bên em bán máy là tình trạng sao báo hết nha. Còn có bánh chị muốn test màn hình thì cứ test là sao thân không sao thân ha, là nó có liệt góc nào là em biết liền. Rồi cây này giá 2.600.000 cho các bánh chị ha. 2.600.000, máy màu đen,
tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. Rồi tiếp theo ốp bồ nha. Ốp bồ. Cây này là màn hình 6.5 pin 5000 luôn. 128GB. Để em vô coi ốp bồ mấy em quên rồi. Ốp bồ A54. A54 RAM 4 128GB Android 11 chấm. 128GB đánh game Liên Quân Free Fire được nha. Cây này đẹp trên 90% ha. Tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị chưa TC hỗ trợ sạc nhanh luôn. 2.100.000 cho cô anh chị luôn. Hồi nay em có về Samsung A31 luôn. Màn hình 6.4. Pin thì 5.000 nha. A51 màn hình 6.4 pin 5.000. Full chức năng luôn. Cây này pin 5.000 chưa TC hỗ trợ sạc nhanh luôn nha. 2.400.000 cho cô anh chị luôn. Đẹp trên 90% luôn nha. Tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị. Nay em có về Reno 2F ha. Máy màu xanh luôn. Reno 2F máy màu xanh. Màn hình 6.5, 6.6 nha. RAM 8 cộng 3 là 11 RAM 128GB Android 11 chấm. Nó khác một cái là camera nó lòi thục ha. Cái dòng Oppo thì camera lúc nào cũng đẹp và rõ nét ha cả nhà. Oppo camera đẹp, rất đẹp và rõ nét luôn. Rồi, Oppo Reno 2F màn hình 6.5 pin 5000. Máy màu xanh giá 2.600.000 cho cô anh chị luôn. Full chức năng ha, 2.600.000. Rồi tiếp theo Nam có về cây Samsung A21. Ớt dễ chơi lời lớn giùm em ha. Dễ chơi lời lớn giùm em, vân tay còn đầy đủ ha. Cây này phiên bản đặc biệt nha. Em cũng đang xài A21 ớt này cả nhà. Nhưng mà cây của em nó chỉ có RAM 3 32 thôi. Cây này phiên bản đặc biệt ha. RAM 3 32 mà em vẫn làm YouTube được. Cây này pin 5000 Android nó 12 chấm. A21 ớt. Nó là RAM 6 64GB ha. RAM 6 64GB full chức năng đánh game Liên Quân Free Fire được. Thì em bán Samsung chính hãng nhận máy riêng màn riêng luôn nha. Cây này máy màu đen tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. A21S. Lâu lâu mới có một cây nha cả nhà. Máy riêng màn riêng vân tay này, cây này vân tay đầy đủ ha. Tình trạng sao làm báo hết. 2.100.000 cho cô anh chị luôn. A21S. Dễ chưa là lớn. Em nhập tài khoản vô là để em tẩy ra em thử vân tay cho cô anh chị á. Em cũng nhâm cài mật khẩu chữ L hoặc là chữ Z hoặc số 0 này kia là để em tải đồ cho cô anh chị. Em thử vân tay á. Rồi 2.100.000 nha. Màn hình 6.5 pin 5.000 luôn. RAM 6 128GB, RAM 6 là nó cao lắm nha cả nhà. 2.100.000 cho cô anh chị. A21S. Rồi, tiếp theo. Samsung A50 ha. A50 em có hai cây ha. A50 có hai cây, một cây màu trắng và một cây màu đen luôn. Màu đen xám, màn hình thì 6.4 luôn ha, pin thì 4000. Màn hình 6.4 pin 4000, RAM 4 164GB. A50 RAM 4 64GB, màn hình 6.4, pin 4000, chui taxi hỗ trợ sạc nhanh. Giá 1.800.000 cho các anh chị bên em nè, tặng ốp lưng nha. Có những máy em tặng em trên video cũng nói, những máy trên video em nói, nhưng mà đa phần cũng tặng ốp lưng cho các anh chị dây sạc nha. Tặng ốp lưng dây sạc cho các anh chị. Bên em chỉ tặng dây sạc không có cốc sạc nha cả nhà. Rồi 1.800.000 cho cô anh chị luôn nha. Rồi A50 màu trắng và màu đen tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị. Sẵn review A50, review A50S luôn. Màn hình cũng 6.5, pin thì cũng 5.000, pin 4.000 ha. Màn hình 6.5. Màn hình 6.4 chứ A50S em nói lộn nha cả nhà. A50S màn hình 6.4. Pin thì 4.000, RAM 4 64GB. Chui TC hỗ trợ sạc nhanh luôn. Nó trên lệch với A50 chỉ có 50k thôi nha cả nhà. Cây này nay em còn sale cho các anh chị nha, chứ không bán triệu chính nha. Nay bán 1.850.000 cho các anh chị luôn. Vẫn còn bán giá sale cho các anh chị luôn. Tặng ốp lưng dây sạc A50S RAM 4 64GB, pin 4000 luôn, màn hình 6.4 luôn. 1.850.000 cho các anh chị luôn. Sẵn review A50S, review A30S luôn. A30S màn hình thì 6.4, pin thì cũng 4000 luôn. RAM 4 64GB, chui TC hỗ trợ sạc nhanh. Mấy cây này nó cũng giống giống nhau nha cả nhà. Rồi, cây này A30S Nam sale cho các anh chị nè. 1.750.000 cho các anh chị ha. Nam sale 1.750.000. Rồi, Samsung A12. Các anh chị nào mình muốn xem máy chi tiết cặn kẽ thì cứ kết bạn Zalo em gửi hình ha. Kết bạn Zalo em gửi hình cho các anh chị. Còn muốn xem video thì em gửi video nha.
Rồi Thúy An cũng cảm ơn cô bác anh chị đã ủng hộ kênh của em. Nay kênh em gần được 18.000 mấy trăm người rồi. Cũng cảm ơn cô bác anh chị đã thương và ủng hộ đăng ký kênh em giùm và mua hàng ủng hộ em. Bên em bán hàng là chữ tín đi đầu nha cả nhà. Đây em bán hàng em là phụ nữ thiện, nhưng bên em bán hàng là có sao nó vậy ha. Chữ tín đi đầu cho cô bác anh chị luôn. A12. A12 màn hình 6.5, pin 5.000. RAM 4 128GB nha. 2.050.000 cho cô bác anh chị luôn. Android nó 12 chấm, A12 đẹp can, đẹp trên 90% luôn nè. 2 SIM 1 thẻ nhớ, đa phần máy bán là đều 2 SIM 1 thẻ nhớ thôi nha cả nhà. Chỉ có dòng iPhone nè, cái dòng iPhone chính hãng này là xài 1 SIM thôi nha cả nhà. Còn tất cả các dòng Vivo, Realme, Oppo, Samsung, tất cả các dòng đều 2 SIM hết nha cả nhà. Rồi, A12 giá 2.050.000 cho cô bác anh chị luôn. Rồi, nay em về máy mới nhiều lắm cô bác anh chị. Cố gắng coi hết video giùm em nha. Rồi để coi mình ưng được cái mẫu máy nào thì mình mua ủng hộ em, cảm ơn. Rồi tiếp theo nay em có về cây Samsung ha. Cây này là RAM 6 128GB, View ha, View 5, Android nó 13 chấm là nha cả nhà. Chui TC hỗ trợ sạc nhanh, pin 5.000. Lâu lâu mới có cây này nha cả nhà, chưa từng bán cây này luôn, nay mới bán được cây này nha. Samsung chính hãng nha, máy zin màn zin luôn, tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn. Android nó 13 chấm, View 5 ha. Cây này trên chợ tốt nó bán cũng cao lắm ha cả nhà. RAM 6 128GB full chức năng. Để em test cam cho cô anh chị luôn nè, cam rất là rõ nét ha. Rồi 2.600.000 cho cô anh chị luôn ha. 2.600.000 tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị luôn nha. Kilo 5. Rồi tiếp theo Realme ha. Bây giờ em sẽ review mấy dòng Realme. Realme C3 màn hình 6.5, pin 5.000. Cái dòng Realme thì lúc nào nó cũng màn hình 6.5 nha, pin nó cũng cao nữa, pin 5.000. RAM 3 32GB, Android nó 10 chấm, đánh game Liên Quân G5 được, máy mạnh luôn. Realme C3 1.350.000 cho các anh chị ha. 1.350.000 Realme C3. Rồi sẵn em review Realme nữa nha. Nè em có về một cây Realme nữa nè. Realme màn hình thì cũng 6.5, pin thì cũng 5.000, 64GB ha. Realme này Realme 5 hay gì nè, để em vô em coi. 64GB Realme 5, Android nó cũng 10 chấm, 64GB, màn hình 6.5, pin thì 5.000 luôn, đánh game Liên Quân G5 được, máy mạnh luôn nha, full chức năng. 64GB 1.500.000 cho các anh chị luôn ha. Đánh game Liên Quân G5, chuyển khoản ngân hàng, tất cả các ứng dụng luôn. 1.500.000 cho cô bác anh chị luôn. Rồi tiếp theo Huawei Nova 3i, chui TC ha, màn hình thì cũng 6.5 luôn, 128GB. Huawei i9 Dream nha, em lộn hoài cái vụ Huawei Bay. Huawei i9 Dream 2019, camera lồi thục ha. 1.850.000 cho cô anh chị, 1.850.000, 128GB, đánh game được luôn nha. Chui TC hỗ trợ sạc nhanh luôn, 1.850.000. Rồi tiếp theo Samsung A20, Samsung A20 màn hình á thì dân tay còn đầy đủ ha, em nhẹ chứ là lớn cho cơ nha. A20 màn hình á thì 6.4, pin thì cũng 4.000. A20 Android nó 10 chấm nha, xài tất cả các ứng dụng luôn, full chức năng luôn. Em vô em test chuông cho cô anh chị luôn. Này, em quay video có một tay hơi khó. Rồi A20 full chức năng nha, tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị. Cây này là giá 1.500.000 cho cô anh chị luôn nha. A20 1.500.000. Rồi tiếp theo Realme ha. Nãy đang quay Realme mà em quên, chút xíu nữa em sẽ review máy 4500 ha. Realme màn hình 6.5, pin thì cũng 5.000. Realme 9C 32GB,
giá 1.400.000 cho cô anh chị ha. Redmi 9C màn hình 6.5 pin 5.000, giá 1.400.000 cho cô anh chị. Đánh game liên quân chi pha máy mạnh ha. Cây này nó mạnh hơn cây C20 nha, nhiều nha cả nhà. Pin nó cũng 5.000, màn hình 6.5 luôn, full chức năng. Rồi nay em có về máy cổ luôn nha. Máy cổ nó sắp sửa cắt 2G cả nhà, bàn phím này kia đó, cho nên nhập máy rẻ tiền về bán cho cô anh chị nè. iPhone 4 ha, iPhone 4. Hình thức bán hàng bên em là cọc giùm em 100k, có tài khoản chuyển khoản giùm em cảm ơn nha. Cô anh chị có tài khoản chuyển khoản giùm em cảm ơn. Không có tài khoản thì cứ cọc cạc điện thoại hoặc theo mobi gì giùm em. Cọc xong cho em tên, địa chỉ, số điện thoại em ship trừ cọc ra. Cọc là hình thức không bị bơm hàng nha cả nhà. Còn cô bác anh chị mua hàng ở đâu mất tiền cọc em không biết, mua hàng kênh Thiết An TV không mất đồng nào hết ha. Em nhận cọc của cô bác anh chị là em sẽ ship hàng cho cô anh chị. Em tranh thủ ship cho cô bác anh chị liền. Khách nào cọc 200k thì em bao ship, cọc 100k thì khách tự trả phí ship. Cọc 500k hoặc 1 triệu chuyển khoản hết thì em cũng cảm ơn cô anh chị đã tin tưởng em. Rồi, cây iPhone 4 ha. iPhone 4 lâu lâu mới nhập, cái iPhone 4 lâu lâu mới có cũng không có luôn nha cả nhà. Mình mua về mình nghe gọi này kia cũng được. Xài ngon hơn cùi bắp nhiều. Này 32GB nha. Cây này iPhone 4 32GB. Rồi máy cổ luôn mà xài cũng ok luôn ha. Đó, máy cổ luôn, 500.000 cho cô anh chị, dán cường lực rồi ha. iPhone 4 500.000 cho cô anh chị luôn. Rồi sẵn review iPhone 4, review iPhone 5 thường luôn. iPhone 5 thường cũng tải sẵn ứng dụng cho cô anh chị nè. Máy sạch không vướng tài khoản nha. iPhone 5 thường này để em vô em coi cây này. 16GB iPhone 5 thường 16GB. Rồi 600.000 cho cô anh chị luôn, giá cũ cho cô và anh chị luôn. Rồi em review 5S luôn ha. 5S này nhập máy cây 5S luôn. Tải cũng sẵn ứng dụng cho cô anh chị luôn. Zalo, Facebook, YouTube, TikTok luôn ha. Em có một cây 64GB nha. Cây này 16GB ha. Cây này 16GB. 16GB hình như cây này còn vân tay. 5 Cô bác anh chị nào có muốn tới chỗ em mua máy thì thành phố về thì tới Nghĩa Trang Liệt Sĩ Tân An á, điện thoại em giùm ha. Còn ở miền Tây lên thì tới bến xe Long An điện em cũng nhân được. Nói chung mình tới thành phố Tân An là điện em giùm. Thì em sẽ rước ha. Ban ngày em vẫn bán bình thường, em bán suốt 24/24 luôn. Còn chiều tầm 6:30-7 giờ em xuất án video rồi. Cây này 16GB còn vân tay nè cả nhà. Vẫn bán giá 850.000 cho cô anh chị luôn ha. Vẫn bán giá 850.000. Cây này 64GB nè cả nhà, lâu lâu mới có cây 64GB nè. Cũng tải sẵn cho cô anh chị, máy sạch không vướng tài khoản nha. Em để tài khoản này là em để tải đồ cho cô anh chị thôi. Mình mua về mình nghe gọi này kia cũng ok ha. 64GB coi YouTube này kia. Đây em vô YouTube cho cô anh chị luôn nè. YouTube cũng lớn lắm, bỏ túi đi ruộng này kia nhỏ gọn dễ xài luôn. Cũng rất là lớn nha cả nhà. Rồi 5S cây này 64GB luôn, cũng 850.000 cho cô anh chị luôn. Em bán sát giá rồi nha cả nhà. Rồi G7 RAM luôn, G7 RAM màn hình 5.5 32GB, RAM 3 32GB, xài chuyển khoản ngân hàng tất cả các ứng dụng 950.000, nhưng mà mình vẫn xài được tất cả các ứng dụng nha. TikTok, Zalo, Facebook, YouTube luôn ha. Chuyển khoản ngân hàng 950.000 cho cô anh chị luôn. Rồi Samsung G7 RAW màn hình thì 5.5 32GB, RAM 3 32GB ha. G7 RAW RAM 3 32GB, full chức năng luôn, cái lo nó rất là lớn ha cả nhà. Giá 1.200.000. Cô bác anh chị thường xem kênh em thì giá này em vẫn bán là trước bán 1.250.000 nay sale còn 1.200.000 ha, là rớt giá cho cô bác anh chị hôm nay rồi. Mấy tháng nay vẫn bán giá 1.200.000 cho cô bác anh chị luôn. Rồi, tiếp theo. Samsung M02 màn hình 6.5, pin thì 5.000, 32GB, full chức năng luôn. M02 1.450.000 cho cô anh chị nha. 1.450.000 tặng ốp lưng dây sạc pin 5.000 màn hình 6.5 32GB luôn. 1.450.000. Rồi A03 core luôn nha. A03 core màn hình 6.5, pin thì cũng 5.000. Em cũng tải sẵn tất cả các ứng dụng nè, chuyển khoản ngân hàng nè, tốt nè, không xài bấm năng suất ra giùm em. Cái nào không xài thì mình gỡ ha. Rồi cây này giá cũng 1.450.000 luôn, pin 5.000 màn hình 6.5. Rồi A10S luôn, A10S em có màu đỏ và màu đen luôn.
màn hình thì 6.5, pin thì cũng 5.000. Rồi, đẹp can luôn nha cả nhà. Đây là đẹp can luôn nha. A10S 32GB luôn. Coi YouTube nè. Chết. Đó. A10S ha. 1.200.000 cho cô anh chị ha. 1.200.000. Rồi, cây màu đen này nói chung là nó cái kính nó hơi trầy dài đường lông mèo nhẹ ha. Em nay em sale cho cô anh chị luôn. 1.100.000 cho cô anh chị luôn nha, bằng giá A10 luôn ha. 1.100.000, máy mạnh luôn. Rồi, Z6 cộng màn hình 6.6.1 luôn, 32GB, 32GB. Đánh game liên quân G5 được, Lazada tất cả các ứng dụng luôn. Rồi Z6 cộng. Để em chỉnh độ sáng lên cho cô anh chị ha. Z6 cộng, RAM 32GB full chức năng luôn. Rồi, giá 1.100.000 cho cô anh chị ha. 1.100.000 Z6 cộng 32GB, đánh game liên quân G5 được luôn. Rồi tiếp theo Redmi quay video Redmi quá trời luôn mà quên sót nó hoài. Rồi màn hình 6.5, pin 5.000 luôn. Redmi C11S nha, cây này là C11S, Android nó 11 chấm, RAM 464GB. Giá là 1.500.000 cho cô anh chị luôn. Đẹp can luôn nha, cây này đẹp trên 90% nha cả nhà. Rồi M20 luôn. M20 màn hình 6.4, pin thì 5.000 luôn, RAM 32GB, chui tay xin hỗ trợ sạc nhanh. 1.350.000 cho cô bánh chị luôn. M20 1.350.000. A03 luôn. A03 bữa em có cây RAM 464 em bán rồi ha. Nay mới về cây này RAM 332. 1.550.000 cho cô bánh chị luôn. Màn hình 6.5, pin 5.000, RAM 332GB. Android nó, để em vô em coi Android nó bao nhiêu chấm nha. Android nó cũng 13 chấm luôn nha cả nhà. Rồi 1.550.000. Full chức năng ha. Rồi tiếp theo Samsung M30 màn hình 6.4, pin thì 5.000, dễ chứa lời lớn giùm em nha cả nhà. Full chức năng ha. RAM 464GB, pin 5.000, chui tay C hỗ trợ sạc nhanh, đẹp trên 90%, 95% luôn nè cái bo nè. Hai sim một thẻ nhớ. Giá là 1.750.000 cho cô anh chị nha. 1.750.000. Rồi, Vivo ha. Có mấy cây Vivo em sẽ review mấy cây Vivo cho cô anh chị luôn. Cây này chui tay C hỗ trợ sạc nhanh. Vivo màn hình 6.5, pin thì cũng 5.000. Vivo Y21S. RAM 4+1 là 5 RAM, Android nó 12 chấm, 64GB, chui TC hỗ trợ sạc nhanh, đánh game liên quân G5 được, máy mạnh luôn. Rồi cây này là giá là 1.900.000 cho cô anh chị nha. Bán mấy cây rồi cả nhà. 1.900.000, xanh tím luôn. Rồi Vivo V2026 nha. V2026 màn hình 6.5, pin 5.000 luôn. 1.650.000 cho cô anh chị luôn. 1.650.000. Máy màu xanh tím. Vivo V2026. Rồi tiếp theo em có về Oppo luôn. Màn hình thì cũng 6.5, pin 5.000 luôn. Cây này hình như là em vô hình như A55, Oppo A55, tải máy nhiều quá không nhớ nổi cả nhà ơi. A55, RAM 4+1 là 5 RAM, 64GB. Màn hình 6.5, pin 5.000 luôn, 64GB, chui tay C nè. Cây này đẹp trên 90% luôn nè cả nhà. Máy màu đen ha. Tặng úp lưng dây sạc cho cô anh chị. Cây này giá là 2 triệu nha cả nhà. A55 giá 2 triệu luôn, full chức năng. Rồi Samsung A02S. A02S màn hình 6.5, pin 5.000, full chức năng luôn, 32GB. 1.600.000 cho cô anh chị luôn. 2 sim 1 thẻ nhớ A02S. Rồi tiếp theo này em có về cây Samsung ha. Samsung A7 2018 hả, bữa nay không có hàng, nay mới có cây này ha. Hồi lâu mới có cây này. Rồi Samsung A7 2018 màn LED ha cả nhà. Cây này màn LED. RAM 464GB. Màn hình 6.6.1. Ok này 6.3 chứ. Màn hình 6.3. Android nó 10 chấm. A7 2018 RAM 464GB. Máy màu đen luôn. Đánh game liên quân G5 được. Rồi giá 1.300.000 cho cô anh chị luôn nha.
1.300.000 A7. Rồi, tiếp theo Oppo nha. Em có về Oppo. Oppo A16. Oppo A16 màn hình thì 6.5 luôn. Pin thì cũng 5.000 luôn. 64GB nha. Cây này RAM 464GB. 1.850.000 cho cô anh chị luôn nha. Chui tay xi hỗ trợ sạc nhanh. 1.850.000 A16. Rồi. Nay em có về A15 ha, với A15S luôn. Rồi em sẽ review cho cô bác anh chị luôn. A15S, để em kiếm cây A15S ra đây. A15S. Màn hình thì cũng 6.5 nha. A15 thì RAM 32GB. A15 là cây màu trắng nha, đẹp keng luôn nha cả nhà, đẹp trên 95% nè, không trầy xước nhiều nè. Nói chung là bên em bán máy là nhập máy tiễn không nha cả nhà. Em đi nhập máy làm tiễn máy không luôn á. Máy xấu là không nhập nha. Pin là pin con trâu nha. Lên mạng thì máy em nhập là phải cầm pin nha. Không cầm pin em cũng sẽ trả lại cho mấy người giao máy hết. Tại vì nói chung là máy là không cầm pin nữa đây em cũng sạc không nổi nữa. A10 RAM 32GB Android 10 chấm nè. Cây này đẹp trên 90-95%. Giá 1.650.000 cho cô anh chị luôn. A15 vẫn bán giá cũ cho cô anh chị. 1.650.000. Nói chung mỗi lúc em nhập máy nó lên, những có lúc những máy hút nó lên giá em vẫn bán giá cũ cho cô anh chị. Còn máy tuột là em sẽ tuột xuống liền cho cô anh chị ha. Cây này A15S 464GB. Máy màu xanh luôn. Tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị nè. Cây này là giá là 1.800.000 cho cô anh chị nè. A15S 1.800.000. RAM 464GB. Rồi, tiếp theo Samsung A30. Em có cây RAM 464 và cây RAM 332 ha. RAM 464 thì giá 1.600.000. RAM 332 thì 1.500.000 cho cô anh chị luôn. Chui tay xi hỗ trợ sạc nhanh luôn ha. Đẹp trên 90%, hai cây màu giống y chang nhau luôn nha. Rồi Huawei Nova 3i. Lưng đá luôn, màn hình thì 6.3, 6.4. RAM 4 128GB 1.800.000 cho cô anh chị luôn nha. 128GB là 1.400.000 cho cô anh chị luôn. Rồi, tiếp theo. Rồi em iPhone còn quá trời, em quên luôn cả nhà ơi. Rồi, 13 Pro Max ha. Em quay 13 Pro Max chút. 13 Pro Max. Mấy cái máy này là dễ nhiêu hết nhiêu nha cả nhà. Dung lượng là, để em coi dung lượng cây này nhiêu. Dung lượng 512GB ha. 13 Pro Max dung lượng 512GB. Bo nè cả nhà. Phiên bản đặc biệt nha. Cái này phiên bản đặc biệt. Cho xem hàng trước lúc nhận hàng nha, tình trạng sao báo hết nha. Còn shipper không cho xem hàng của bán chị, cứ kêu shipper kêu em cho xem hàng đàng hoàng. Em sẽ điện nói với shipper. Tại vì có nhiều khi trên bưu phẩm em có ghi mà shipper người ta không thấy á. Rồi bên em là cho xem hàng trước lúc nhận hàng nha. Rồi, cây này 13 Pro Max, dán cường lực rồi nha, phiên bản đặc biệt, giá 1.800.000 cho cô anh chị luôn. 1.800.000. Rồi iPhone 7 Plus luôn ha. 7 Plus. 7 Plus cây này 32GB còn vân tay đầy đủ nha cả nhà. Để em khởi động máy lại. Em mới nhập em tắt nguồn á. Rồi, em review 6 Plus chứ đi. 6 lút. Cây này 6 lút, 64GB dân tay còn đầy đủ ha. 1.550.000 cho cô anh chị luôn. 6 lút. 64GB dân tay còn đầy đủ. 1.550.000 cho cô anh chị luôn. Rồi 6X lút ha. 6X lút cây này 16GB. 16GB dân tay còn đầy đủ luôn. 6X lút 16GB dân tay còn đầy đủ. À, cây này mất dân tay ha. 6 lút này 16GB, cây này mất chân tay nha cả nhà. 16GB mất chân tay. Đẹp keng luôn ha, cây này đẹp keng luôn. 1.600.000 cho cô anh chị ha. 1.600.000. 16GB mất chân tay. Rồi cây này 64GB. 64GB. 64GB còn chân tay ha. 1.800.000 cho cô anh chị luôn. 6X lút. 64GB. Còn nhân tay 1.800.000 cho cô anh chị luôn. Rồi iPhone 7 ha. iPhone 7 Plus. 7 Plus cây này là 32GB còn nhân tay đầy đủ cho cô anh chị, máy sạch không vướng tài khoản luôn. Rồi 2.500.000 cho cô anh chị luôn. 2.500.000 iPhone 7 Plus. Rồi
Oppo F11 nha, phiên bản đặc biệt luôn, 256GB, nãy giờ em cũng quên luôn, tại máy này về nhiều quá. RAM 8 256GB nha, RAM 8 256GB Oppo F11, đẹp ken luôn, đẹp trên 95% luôn nha. Tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị xanh tím luôn, giá cũ cho cô anh chị luôn, 2.050.000 ha, 2.050.000. Rồi tiếp theo, rồi Samsung nha, Samsung A11, màn hình thì 6.4 luôn, pin thì cũng 4000 A11, RAM 3 32GB, 1.450.000 cho cô anh chị. Hôm nay em sale 1.400.000 cho cô anh chị luôn, tặng ốp lưng dây sạc cho cô anh chị 1.400.000 A11 nay sale nha, ngày mai sẽ, 2 ngày nữa sẽ quay về giá cũ cho cô anh chị luôn. Rồi Thúy An xin kết thúc video ở đây, mong quý cô anh chị xem clip của Thúy An cảm thấy hay, nhấn chuông đăng ký kênh, chia sẻ giùm em để em có động lực làm nhiều clip hay, cả nhà cùng xem và bán được nhiều dòng điện thoại cho cả nhà. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ bên gia đình.